Brad Rose có thể thu vào tầm mắt trung tâm thành phố Minneapolis từ căn hộ mà anh đang sống với vợ. Giống như nhiều người ở thành phố phía bắc lạnh giá này, ngày làm việc của anh bắt đầu bằng đôi ủng ấm, găng tay và áo khoác dày trước khi rời nhà. Và với lý do chính đáng, đó là nhiệt độ ngoài trời hiện ở mức âm 10 độ C. Tuy nhiên, Minneapolis, nơi cái lạnh thấu xương là điều bình thường trong tháng 2, là một thành phố cho mùa đông. Chúng tôi đang ở Minnesota, vì vậy đôi khi ở bên ngoài rất là lạnh, thậm chí có thể tới âm 20 độ C. Và đối với nhiều người, lạnh kiểu này không thể đi bộ ngoài trời được. Ở trung tâm thành phố, vỉa hè gần như vắng người, nhưng Minneapolis đang nhộn nhịp với hoạt động trên cao. Chào mừng bạn đến với Minneapolis Skyway. Phần lớn các tòa nhà ở đây được kết nối bằng những cầu vượt trên cao và kín gió dành cho người đi bộ. Và đây là hệ thống cầu vượt dài nhất trên thế giới. Skyway cho phép cư dân đi bộ thoải mái trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát, trải dài hơn 18 km, băng qua 80 khu phố. Cả thầy thì giờ đây tôi chỉ ra ngoài trời khoảng 30 giây trong một ngày nào đó, nếu như bắt buộc, hoặc ví dụ như tôi muốn đi ra hồ và đi câu cá chẳng hạn thì tôi mới ra ngoài. Nhưng điều quan trọng hơn, Skyway không chỉ đơn giản là để đi đến nơi làm việc. Nó như một thành phố thu nhỏ trong một thành phố vậy. Nó có các cửa tiệm, quán bar, nhà hàng, khách sạn. Nó kết nối với các công việc hàng ngày của bạn. Bạn có thể làm móng tay, cắt tóc, hay đi uống bia với bạn bè, hay đi cà phê với đồng nghiệp. Có 1.000 thứ khác nhau bạn có thể làm trong Skyway mà không bao giờ phải bước chân ra ngoài. Sherry Murphy, một tình nguyện viên địa phương cho Super Bowl tháng này, đồng ý với anh Brad. Nó giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn. Tôi đi tàu vào trung tâm thành phố ngày hôm nay, và nhờ có Skyway mà tôi đã chỉ phải đi bộ ngoài trời trong một quãng phố ngắn. Rất dễ để sử dụng Skyway, để tận hưởng thành phố và tìm đến mọi nơi. Khi nhiệt độ giảm mạnh trong mùa đông khắc nghiệt ở bang Minnesota, những cư dân Minneapolis như Brad và Sherry đều vui vẻ biến Skyway thành ngôi nhà thứ hai của họ.